Các em lưu ý nhé, trong cái nội dung của giai đoạn lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến 1954, cô nghĩ rằng còn một số những cái vấn đề mà khá là quan trọng và hơi khó một chút. Các em trong quá trình ôn tập, các em lưu ý cố gắng chúng ta làm đề cương cho tốt để khi chúng ta làm bài chúng ta không bị thiếu sót những ý. Cô lấy ví dụ như thế này. Đối với câu là chủ trương chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-54, những chủ trương đó đã thực hiện thắng lợi như thế nào? Đó. Ở đây người ta lại hỏi là chủ trương chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954 và chủ trương đó đã được thực hiện thắng lợi như thế nào? Như vậy đây là một câu hỏi mà ngược lại với câu hỏi trước, đúng nhỉ? Cũng trong giai đoạn 53-54 thôi, nhưng mà trước chúng ta lại nghiêng về hỏi về cái kế hoạch của địch mà thông qua kế hoạch Nava, và kế hoạch ấy đã bị phá sản như thế nào, thì cô đã hướng dẫn các em cách trả lời rồi. Còn cũng trong giai đoạn ấy người ta lại hỏi về chủ trương của chúng ta, thì các em cần phải lưu ý như thế này. Trước hết, các em phải giới thiệu một cách ngắn gọn thôi về âm mưu mới của Pháp Mỹ. Đấy. Ở cái câu hỏi trước thì chúng ta giới thiệu kỹ về âm mưu của Pháp Mỹ, nhưng đối với phần này thì chúng ta lại giới thiệu rất là ngắn gọn âm mưu của Pháp Mỹ. Tất nhiên là chúng ta cũng phải giới thiệu rằng cái kế hoạch Nava ấy nó thực hiện trong 18 tháng với hai bước, có đúng nhỉ? Mong muốn là chuyển bại thành thắng. Đấy, thì cái đấy là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai, nội dung thứ hai chúng ta cần phải trình bày đó là cái chủ trương chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954. Và các em phải ở đây các em phải nắm được cái nội dung quan trọng nhất của chủ trương đó, tức là chúng ta chủ động mở những cuộc tấn công vào những vị trí chiến lược quan trọng nhưng mà địch lại tương đối yếu. Đấy, để làm gì? Để tiêu diệt sinh lực địch và buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng để đối phó với ta. Và khi chúng bị động phân tán lực lượng đối phó với ta thì lại tạo cơ hội để cho chúng ta lại tiếp tục tiêu diệt sinh lực địch. Đấy, thì đấy chính là cái nội dung quan trọng nhất mà chủ trương của chúng ta trong những năm 1953-1954. Sau khi các em nêu chủ trương ấy thì các em trình bày tiếp theo, đó chính là cái việc thực hiện chủ trương ấy của ta như thế nào. Và cái việc thực hiện của chúng ta lại thể hiện qua hai cái phần rất là cụ thể. Đó chính là những chủ trương của chúng ta thực hiện trong Đông Xuân 53-54 làm cho kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản. Như vậy nó giống với câu trên, đúng nhỉ? Ta đã chủ động tấn công lên Lai Châu, uy hiếp Điện Biên Phủ, buộc địch phải điều lên Điện Biên Phủ, đúng nhỉ? Thì đấy là hình thành cái trung tâm thứ hai của địch. Rồi ta tấn công vào Trung Lào, uy hiếp Seno, buộc địch phải điều quân lên ứng cứu cho Seno. Rồi ta phối hợp với Thượng Lào, đã uy hiếp Luông Pha Băng và Mường Sài, buộc địch lại phải bị động điều động lực lượng tấn công lên để giữ cho Luông Pha Băng và Mường Sài, và nơi đây lại hình thành cái vị trí đóng quân thứ tư của địch. Và tiếp theo chúng ta đã tấn công vào Tây Nguyên và buộc địch phải huy động lực lượng để giữ Pleiku. Vì vậy Pleiku đã trở thành nơi tập trung quân thứ năm. Đấy. Như vậy với cái việc là chủ động tấn công vào những vị trí chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu và buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng, như vậy chúng ta đã giành thắng lợi. Tức là gì? Là buộc địch phải điều động lực lượng và chúng ta đã làm cho kế hoạch Vanava bị phá sản bước đầu. Tiếp theo, các em phải trình bày một cái ý quan trọng nữa, tức là trên cơ sở phân tích tình hình, khi biết là Nava đã tập trung lực lượng và biến Điện Biên Phủ trở thành trung tâm điểm của kế hoạch Nava, thì Đảng ta cũng đã chủ trương mở mặt trận Điện Biên Phủ, và Đảng ta cũng chủ trương Điện Biên Phủ trở thành điểm quyết chiến chiến lược của ta. Đấy. Và ở đây các em phải trình bày tiếp, đó là chúng ta đã tiến hành tấn công địch như thế nào qua 3 đợt. Tức là chúng ta trình bày khái quát diễn biến của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và kết thúc thắng lợi. Nhưng điều quan trọng ở đây các em phải phân tích ý nghĩa của thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Và tiếp nữa, các em phải sau khi các em phân tích ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ấy, thì các em phải khẳng định rằng là đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn. Và đồng thời chúng ta nói rằng, chúng ta khẳng định tiếp là rõ ràng là cái chủ trương của chúng ta trong Đông Xuân 1953-1954 là sự thể hiện nhạy bén, năng động và sáng tạo của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Chính vì vậy mà nó đã đem đến thắng lợi của chúng ta. Đấy. Thì đấy chính là cái câu hỏi mà chủ yếu là nói về chủ trương và sự thực hiện chủ trương, thì các em lại nghiêng về phía ta, các em trình bày theo khía cạnh nghiêng về phía ta nhiều hơn nhá. Thì đấy là một câu hỏi mà có hai cách hỏi, thì các em cũng phải lưu ý các em trả lời cho nó chúng, chứ chúng ta đừng quá là cứ đi trình bày tất cả đều giống nhau, tức là kế hoạch của địch cũng cũng trình bày thật sâu, ta cũng trình bày thật kỹ, thì các em sẽ không có đủ thời gian.
Có một vấn đề mà trong cái giai đoạn lịch sử này cô cho rằng là đó là nội dung khó và hay được điểm rất là cao. Hay được điểm cao. Đấy chính là câu hỏi. Những thắng lợi toàn diện của quân dân ta trong kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ ngày 19 tháng 12 năm 1946 đến hết chiến thắng biên giới Thu Đông năm 1950. Đây là một câu hỏi mang tính tổng hợp rất là cao. Những thắng lợi toàn diện cơ mà của quân dân ta từ năm 46 đến năm 1950, tức là kết thúc sự thắng lợi của chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Có thể nói rằng đây là một câu hỏi mang tính vừa khái quát vừa tổng hợp và thể hiện những cái thắng lợi của ta trên tất cả các mặt trận chứ không riêng gì mà mặt trận nào cả. Chính vì vậy mà trong quá trình trình bày cái nội dung của câu hỏi này, các em phải hình thành một cái đề cương với những cái nội dung cơ bản sau. Thứ nhất là các em phải khẳng định lại là khi thực dân Pháp xâm lược thì Đảng ta đã đề ra đường lối đúng đắn như thế nào. Đó chính là đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và dựa vào sức mình là chính. Và chính đường lối đó trở thành kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện trong suốt quá trình kháng chiến. Thì đấy là cái nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ phân tích những cái kiến thức cơ bản về thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực. Cô lưu ý các em, thắng lợi toàn diện tức là bao gồm tất cả các lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất chúng ta đi phân tích đó là về quân sự. Về quân sự đây thì các em nhớ là các em trình bày theo giai đoạn và tập trung vào những cái chiến dịch tiêu biểu có ý nghĩa chiến lược. Còn các ý về âm mưu của địch, chủ trương của ta và diễn biến các em nhớ là chỉ nêu những ý chính thôi. Còn kết quả ý nghĩa thì lại cần đi sâu. Đấy, cô nhớ, cô nhắc lại các em nhé. Chúng ta hãy tập trung vào những cái trận mà nó mang tính chất là có ý nghĩa chiến lược. Nhưng phần âm mưu này, diễn biến, rồi là chủ trương của ta, chúng ta chỉ nhắc một cách khái quát thôi. Mà điều quan trọng là chúng ta phân tích ý nghĩa của các cái chiến dịch nó mang tính là nó mang những cái trận đánh là có ý nghĩa chiến lược ấy. Cụ thể như sau. Các em sẽ phân thành hai giai đoạn là từ ngày 19 tháng 12 năm 1946 đến hết chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Thì đấy là cái giai đoạn thứ nhất, sau khi kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ, đúng không nhỉ? Và trong giai đoạn này thì các em nhớ là gồm có một số những nội dung sau. Nội dung thứ nhất, các em khẳng định thực dân Pháp thực hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh. Và ta, chủ trương của ta lại đánh giam chân địch, kìm chân địch trong thành phố và tiêu hao sinh lực địch. Để làm gì? Để tạo điều kiện cho các cơ quan đảng, chính phủ và nhân dân sơ tán về nơi an toàn, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến. Tiếp đó, các em trình bày khái quát về cuộc kháng chiến của quân dân ở các thành phố, thị xã từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, mà tiêu biểu nhất là cuộc kháng chiến, cuộc chiến đấu của nhân dân thủ đô Hà Nội trong 60 ngày đêm khói lửa. Và các em hãy trình bày, các em chỉ nêu thôi và các em hãy trình bày cái kết quả. Sau 60 ngày đêm chiến đấu thì chúng ta đã thực hiện được mục tiêu, đó là tiêu hao sinh lực địch, đã giam chân địch trong thành phố và làm chậm cái quá trình tiến quân của chúng. Chúng ta đã bước đầu là đập tan được cái kế hoạch là đánh úp cơ quan đầu não và cái âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, đúng nhỉ? Và sau khi chúng ta đã thực hiện đúng cái kế hoạch thì nhân dân Hà Nội, quân dân Hà Nội của chúng ta đã thực hiện rút lui ra cái vùng an toàn. Thì đấy chính là cái thắng lợi đầu tiên về mặt quân sự của chúng ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tiếp theo các em trình bày cái ý đó là khái quát cái ý là vì sao thực dân Pháp lại chủ động quyết định là tấn công lên miền Bắc. Đấy. Và cái mục đích của chúng tấn công lên miền Bắc là phá căn cứ địa, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt quân chủ lực chúng ta và đi đến kết thúc chiến tranh. Và kế hoạch của chúng ta là phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp. Chính vì vậy mà Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu và chống lại cái cuộc hành quân lên Việt Bắc của thực dân Pháp. Và kết quả là sau 75 ngày đêm chiến đấu, chúng ta đã giành được thắng lợi. Và các em nêu cái ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc. Ý nghĩa này thì cô đã trao đổi các em rất là kỹ trong phần trước rồi. Đặc biệt là các em phải nhấn mạnh rằng là thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947 đã đập tan âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp và buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với chúng ta. Như vậy đấy là một cái chiến thắng mang tính chất là chiến lược của chúng ta trong cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thì các em phải nhấn mạnh ở điểm này. Cái giai đoạn thứ hai là từ sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947 cho đến chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Đấy, đến chiến thắng Thu Đông năm 1950. Thì trong cái nội dung phần này các em cũng phải nêu khái quát cho cô, tức là gì? Đối thực dân Pháp
thì chúng buộc phải chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài với chúng ta. Đấy. Chính vì thế mà chủ trương của chúng ta lúc này cũng phải thay đổi. Chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện cái chủ trương là đánh lâu dài và đặc biệt là tăng cường lực lượng vũ trang nhân dân và đẩy mạnh kháng chiến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Và ở đây các em cần phải phân tích một cái ý rất là quan trọng là trong những năm 48, 49 ấy, thì bộ đội chủ lực đã phân tán thành những cái lực lượng nhỏ để đi sâu vào trong vùng sau lưng địch để gây cơ sở kháng chiến, để phát triển chiến tranh du kích, đúng không nào? Và tiếp đó các em sẽ dẫn đến cái sự kiện là đầu năm 1950 chúng ta đã có những cái thuận lợi gì về quốc tế và trong nước để rồi Đảng ta đã chủ động quyết định mở chiến dịch biên giới. Và chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950 ấy nhằm mục đích gì? Các em nhớ các em phải nêu rõ ba mục đích. Nêu rõ ba mục đích. Đó chính là gì nhỉ? Đó chính là nhằm mục đích là khai thông biên giới này, đúng nhỉ? Thế rồi là củng cố căn cứ địa Việt Bắc này, rồi là phá vỡ cái hành lang Đông Tây, thế rồi là phá vỡ hệ thống phòng ngự của địch trên con đường số 4, rồi là mở rộng liên lạc quốc tế vân vân đấy. Thì với những mục đích ấy thì chúng ta đã chủ động mở chiến dịch bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 năm 1950 và kết thúc ngày 22 tháng 10 năm 1950 với sự thắng lợi về ta. Và ở đây về mặt ý nghĩa các em phải nhấn mạnh cho cô cái ý nghĩa này, trong rất nhiều ý nghĩa các em phân tích thì các em không được quên cái ý nghĩa đó là gì. Sau khi chúng ta giành thắng lợi ở chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950 thì cuộc kháng chiến của chúng ta đã bước sang một giai đoạn mới, đó là chúng ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ và đẩy quân địch lún sâu vào thế bị động phòng ngự. Thì đấy là cái ý nghĩa quan trọng nhất của chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Đó. Thì đó là những thắng lợi quan trọng nhất về mặt quân sự. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang ý tiếp theo, đó là thắng lợi về mặt chính trị và ngoại giao. Về mặt chính trị ngoại giao thì cô muốn các em lưu ý, các em nắm được cho cô một số những sự kiện sau. Sự kiện thứ nhất là các em phải nêu được, đó là chính phủ đã quyết định chia cả nước ta thành 14 khu hành chính. Và lúc này thì các ủy ban hành chính kháng chiến đã chuyển thành các cái ủy ban hành chính kháng chiến đã được thành lập. Và năm 1949 thì chính phủ đã quyết định bầu cử hội đồng nhân dân và ủy ban kháng chiến hành chính các cấp. Đấy, thì đấy là cái sự kiện, tức là để củng cố và kiện toàn bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân từ trung ương đến cơ sở. Thế rồi các em phải chú ý đến cái công tác mặt trận của Đảng, đó là sự kiện năm 1946, sự ra đời của Hội Liên Việt tồn tại song song với mặt trận Việt Minh để đoàn kết mọi lực lượng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Và các em cũng nhắc đến cho cô cái sự kiện rất là quan trọng của thế giới, đó chính là tháng 1 năm 1950, Trung Quốc, Liên Xô và tiếp đó là các nước rồi chủ nghĩa và dân chủ nhân dân Đông Âu công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Và điều đó đã làm cho vị thế và uy tín của Việt Nam tăng trên trường quốc tế. Và từ đó trở đi thì cuộc kháng chiến của chúng ta đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung và nhân dân Pháp nói riêng. Đấy, thì đó chính là những cái sự kiện về chính trị và ngoại giao tiêu biểu nhất trong những năm 1949, 1948 đến 1950. Thì các em cần phải đưa vào trong bài làm của mình. Những cái thắng lợi về mặt kinh tế và tài chính thì ở đây các em cần phải lưu ý đưa ra một số những cái thành tựu cơ bản. Cô lấy ví dụ như là chính phủ đã đề ra cái chính sách nhằm duy trì và phát triển sản xuất, mà trước hết là phát triển sản xuất lương thực. Sản xuất lương thực. Và các em biết là cái việc sản xuất lương thực của chúng ta ở đây là không chỉ là nhằm mục đích là để cung cấp cho kháng chiến đâu, mà còn nhằm mục đích để chống lại cái chính sách là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh của thực dân Pháp. Vấn đề tiếp theo các em cần quan tâm đó là vấn đề bồi dưỡng sức dân. Bồi dưỡng sức dân mà chủ yếu là bồi dưỡng nông dân ấy, thì các em phải quan tâm tới các cái chính sách, đó là chính sách giảm tô 25%, giảm tức, rồi xóa nợ, hoãn nợ, chia ruộng đất công cho nông dân và tịch thu ruộng đất của đế quốc này, Việt gian, ruộng đất vắng chủ để chia cho nông dân và với cái kết quả cụ thể. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải quan tâm tới những cái thành tựu về mặt công nghiệp quốc phòng hay là thủ công nghiệp, và để tạo nên một cái sự phát triển toàn diện của kinh tế
Tức là trong những năm 1949-50 thì chúng ta đã tạo ra được của cải vật chất để vừa phục vụ cho đời sống nhân dân, vừa đáp ứng được nhu cầu cho bộ đội chiến đấu. Đó thì đấy chính là những cái nội dung cơ bản về mặt kinh tế và tài chính. Một cái thành tựu cuối cùng mà thể hiện cái thành tích kháng chiến toàn diện đó chính là trong lĩnh vực văn hóa giáo dục. Thì các em quan tâm trong cái thời gian này, mặc dù phần chính là chúng ta phải tiến hành kháng chiến, nhưng mà hoạt động của phong trào bình dân học vụ vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển. Các trường phổ thông thì vẫn tiếp tục dạy học trong hoàn cảnh có chiến tranh hết sức là khắc nghiệt. Và chúng ta cũng nhớ được một cái con số rất quan trọng, đó chính là đến năm 1949 thì cả nước chúng ta có 10 triệu người thoát nạn mù chữ, đúng không nhỉ? Thế rồi các em nhớ cho cô sự kiện năm 1950 tiến hành cải cách giáo dục. Và trên cơ sở phân tích những cái thành tựu cơ bản đó thì chúng ta phải rút ra kết luận là như thế nào? Những thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục đã tạo nên bước phát triển mới cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta. Và chính nó là cơ sở để chúng ta từng bước để thay đổi được cái tương quan lực lượng và tạo cho chúng ta càng đánh càng mạnh. Và đó là cơ sở để chúng ta tiến tới đánh thắng hoàn toàn thực dân Pháp. Thì đấy là một câu hỏi tổng hợp trong giai đoạn 46-50, là một câu hỏi khó. Thì cô muốn trao đổi kỹ với các em. Tương tự như vậy thì các em có thể trả lời được một câu hỏi mang tính tổng hợp thứ hai. Cô lấy ví dụ là những thắng lợi toàn diện của quân và dân ta từ sau chiến thắng biên giới Thu Đông năm 1950 đến tháng 7 năm 1954, tức là kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Thì cũng tương tự như cái cách hỏi và cách trả lời của câu trước thì các em cũng lần lượt trình bày những cái nội dung căn bản như sau. Trước hết là chúng ta phải trình bày một cách ngắn gọn, tức là chúng ta nêu ngắn gọn đường lối kháng chiến của Đảng. Đây là một cái phần mà điểm ít nhưng mà nó cũng là cái cơ sở để chúng ta mới trình bày được các cái thành tựu thì nó sẽ hệ thống hơn. Và tiếp đó thì các em sẽ trình bày các cái thành tích toàn diện trên các lĩnh vực. Đầu tiên cũng là về quân sự. Các em cũng phân chia ra thành hai giai đoạn về quân sự đấy. Từ sau chiến thắng biên giới Thu Đông năm 1950 cho đến trước Đông Xuân năm 1953, năm 4. Trong đây thì các em lưu ý cho cô mấy những cái nội dung quan trọng sau về mặt quân sự này. Trước hết là chúng ta phải nêu lên cái kế hoạch De Lát, De Tát, De Nhi. Đó là sự phối hợp giữa thực dân Pháp và sự trợ giúp của đế quốc Mỹ. Và chính kế hoạch De Lát, De Tát, De Nhi đã gây cho chúng ta khó khăn hơn trong cuộc kháng chiến. Và về ta thì để tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ thì Đảng ta, chính phủ đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động quần chúng nhân dân đánh địch ở nhiều nơi và đẩy mạnh các hoạt động của cuộc kháng chiến kiến quốc. Và đặc biệt các em nhấn mạnh cho cô là từ năm 1950 cho đến xuân hè năm 1953 thì chúng ta đã liên tục mở 6 chiến dịch, đúng nhỉ? Em còn nhớ tên không? Đó là chiến dịch đầu tiên là Trung Du, đấy, đường số 18, chiến dịch Hà Nam Ninh, chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc và Thượng Lào. Chúng ta không cần nêu diễn biến của các chiến dịch này nhưng chúng ta phải khẳng định được ý nghĩa. Tức là sau khi chúng ta mở 6 chiến dịch liên tiếp thì chúng ta đã tiếp tục giữ vững được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ và càng đẩy địch lún sâu vào thế bị động phòng ngự. Đó. Tiếp đó các em để trình bày được. Đó là qua 8 năm kháng chiến thì lúc này thực dân Pháp đã gặp những khó khăn gì và cuối cùng được sự giúp sức của Mỹ thì Pháp đã đề ra kế hoạch quân sự Nava. Đó, thì kế hoạch quân sự Nava nội dung như thế nào và nó gây khó khăn cho chúng ta như thế nào thì các em cũng phải khẳng định vào. Và căn cứ vào cái âm mưu hành động mới của địch thông qua kế hoạch Nava thì Đảng ta lại chủ trương đưa ra kế hoạch tác chiến trong Đông Xuân 1953-1954. Cụ thể thì các em đưa trong ngoặc hoặc là các em diễn giải ra như phần trước cô nói với các em đã rất rõ rồi đấy, tức là ta tấn công vào những vị trí mà địch rất là quan trọng của địch nhưng mà chúng tương đối yếu để bắt chúng phải bị động phân tán lực lượng, vân vân. Thì đấy chính là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai là trong chiến cuộc Đông Xuân năm 53-54 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. Thì trong phần này các em phải nêu bật được những thắng lợi của quân và dân ta trong việc
tấn công địch ở khắp chiến trường Đông Dương, làm cho quân địch từ một vị trí đó là từ Đồng bằng Bắc Bộ đã phải bị động phân tán thành năm nơi, tức là cả Việt Nam đúng nhỉ, và cả Lào nữa. Và điều đó đã làm cho kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản. Tiếp đó, các em lại dẫn đến là vì sao Nava lại chọn Điện Biên Phủ trở thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Và sau khi chúng ta đã biết địch biến Điện Biên Phủ trở thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương thì Đảng ta lại quyết tâm mở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, và đó trở thành trận quyết chiến chiến lược giữa ta và địch. Và các em khẳng định sự thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ qua 3 đợt. Đấy, qua 3 đợt. Và cái ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là một dấu ấn không chỉ đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava mà đập tan hoàn toàn luôn âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và âm mưu kéo dài, mở rộng và quốc tế hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ. Đấy, thì đấy chính là thắng lợi về mặt quân sự trong thời kỳ này. Tương tự như vậy thì các em sẽ trình bày về thắng lợi về mặt chính trị và ngoại giao. Trong thời điểm này, trong những năm 1951 đến 1954 có một sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại. Và có thể người ta sẽ hỏi các em thành một câu riêng luôn, đó là hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 2, tháng 2 năm 1951. Nhưng nếu mà xét trong cái câu hỏi tổng hợp này thì các em lại coi nó là một sự kiện quan trọng của thắng lợi về mặt chính trị của chúng ta. Cho nên ở đây các em không cần phải phân tích sâu về mặt hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa, mà các em chỉ nhấn mạnh là ý nghĩa của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 2. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 2 đã đưa ra đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ phù hợp với tình hình thực tiễn, và nó tăng cường hơn nữa sức mạnh chiến đấu của Đảng, đặc biệt là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Bởi vì các em biết, các em hãy nhấn mạnh cái sự kiện là Đảng ta đã quyết định ra hoạt động công khai với tên mới Đảng Lao động Việt Nam, có đúng nhỉ? Sau một thời gian chúng ta đã rút hoạt động bí mật, thì đấy là sự kiện chính trị trọng đại thứ nhất. Sự kiện chính trị thứ hai mà các em cần phân tích đó là tháng 3 năm 1951, Đại hội Toàn quốc thống nhất hai mặt trận, đó là mặt trận Việt Minh và mặt trận Liên Việt thành Hội Liên Việt, cô xin lỗi, để thành một mặt trận duy nhất có tên là Mặt trận Liên Việt, để đoàn kết mọi lực lượng, mọi giai cấp, mọi tầng lớp, mọi tôn giáo tham gia trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Và qua đó nó phá tan cái âm mưu đó là chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo của thực dân Pháp. Sự kiện thứ ba về mặt chính trị các em cần quan tâm đó là sự kiện cũng vào năm 1951, đầu năm 1951, nếu chính xác là tháng 3, đó là sự thành lập của Liên minh Nhân dân Việt Miên Lào, tức là khẳng định cái tình đoàn kết quốc tế của ba dân tộc Đông Dương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Một sự kiện mang tính chính trị quan trọng đó là sự kiện Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1952, mà đã lựa chọn được 7 gương mặt tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực. Và trong lĩnh vực ngoại giao ở đây thì các em lại còn nhấn mạnh một sự kiện cuối cùng, nó là chiến thắng đỉnh cao của đấu tranh ngoại giao, đó chính là sự kiện đấu tranh của hội nghị, trong việc là đấu tranh trong hội nghị Geneva và đi đến ký kết hiệp định Geneva ngày 21 tháng 7 năm 1954, là chấm dứt chiến tranh ở ba nước Đông Dương và lập lại hòa bình. Thì đấy chính là những cái thắng lợi quan trọng nhất về mặt chính trị và ngoại giao trong thời kỳ 51-54. Còn về mặt kinh tế và tài chính thì các em cũng cần quan tâm đến một số những cái chính sách nổi bật. Cô lấy ví dụ đó là cái biện pháp đấu tranh của nhân dân ta để nhằm mục đích là chống lại cái âm mưu là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh của địch. Tức là chúng ta đấu tranh để mà nhằm phá hoại cái chính sách đó, phá cái chính sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Đồng thời với chính sách là đấu tranh kinh tế với địch thì các em phải lưu ý cái mảng thứ hai là chúng ta tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế trong thời kỳ có chiến tranh. Vì vậy, những cái sự kiện, cô lấy ví dụ như là năm 1952 mà chúng ta mở cái cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm ấy, đấy là một sự kiện kinh tế hết sức là quan trọng bởi vì nó đã thu hút mọi ngành, mọi giới tham gia, đúng không nhỉ? Và cái sự kiện năm 1953 thì chúng ta đã sản xuất được một cái lượng lương thực là 2,7 triệu tấn. Hay là chúng ta phải chú ý đến cái chính sách bồi dưỡng sức dân của Đảng. Bồi dưỡng sức dân, đặc biệt là từ năm 53 đến năm 54 chúng ta đã phát động quần chúng triệt để giảm tô và thực hiện cải cách ruộng đất, và cái kết quả của nó đã làm tăng thêm cái sự phấn khởi tích cực tham gia cuộc kháng chiến của nông dân. Đó. Thì đấy chính là những cái nội dung cơ bản nhất về mặt kinh tế và tài chính.
Còn cái nội dung cuối cùng đó là về văn hóa giáo dục. Trong thời kỳ này, các em nhấn mạnh cho cô đó là cái công cuộc cải cách giáo dục năm 1950 với cái mục đích của nó. Và cái kết quả thì đến lúc này đã có khoảng độ trên 1 triệu học sinh phổ thông. Và các em nhớ cho cô một cái số liệu rất quan trọng, đó là có khoảng độ 14 triệu người thoát nạn mù chữ nhờ cái phong trào bình dân học vụ. Có một điều rất mới ở đây các em cũng không nên quên, đó chính là cái phong trào đấu tranh của các văn nghệ sĩ, họ đã đi vào quần chúng nhân dân để rèn luyện và phục vụ kháng chiến. Thế rồi là cái phong trào đời sống mới, vận động nhân dân thực hiện là vệ sinh, rồi là bài trừ mê tín dị đoan, rồi chăm lo sức khỏe cho quần chúng nhân dân trong thời kỳ chiến tranh. Đấy, thì đấy là những cái thành tựu căn bản nhất. Và sau khi chúng ta trình bày xong các cái thành tựu thì chúng ta phải kết luận. Tức là những thành tích trên thể hiện là đạt được trong tất cả các lĩnh vực và chính nó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp cho quân dân ta để thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Và nó là nhân tố, có thể nói những cái thành tựu ấy nó đạt được là nhờ sự đoàn kết của toàn dân và nhờ sự lãnh đạo của Đảng có đường lối đúng đắn và có một vị lãnh tụ có thể nói rằng uy tín tài ba, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì đấy là cái điểm mà các em có thể rút ra kết luận. Cô nghĩ rằng là trong phần này còn có thể người ta sẽ hỏi các em một vài câu nữa, cũng hơi khó một chút, cô sẽ gợi ý nốt. Cô lấy ví dụ như là thế này. Người ta sẽ đặt ra câu hỏi là qua các chiến thắng tiêu biểu Việt Bắc Thu Đông năm 1947, biên giới Thu Đông 1950 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954, em hãy làm sáng tỏ các bước phát triển cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta từ năm 1946 đến năm 1954. Có thể nói rằng đây là một câu hỏi cũng đòi hỏi một cái sự tư duy của chúng ta. Không phải là chúng ta chỉ trình bày một cách đơn thuần ba cái chiến thắng này mà đã được điểm tối đa. Mà ở đây chúng ta phải thông qua ba chiến thắng này để chúng ta phải thể hiện được cái sự phát triển từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Vì vậy trong mỗi chiến thắng thì các em lưu ý là phần âm mưu của địch, phần chủ trương của ta, phần diễn biến kết quả ý nghĩa thì chúng ta chỉ trình bày sâu nhất đó là phân tích các ý nghĩa và đặc biệt là những ý nghĩa có tính chất chiến lược ấy, để làm biến chuyển các cái giai đoạn của cuộc kháng chiến. Và các cái phần khác ấy, thì chúng ta có trình bày nhưng chúng ta trình bày mang tính khái quát và ngắn gọn. Đặc biệt các em không nên quá sa đà đi sâu vào phần diễn biến. Cô nhắc lại là chúng ta vẫn phải trình bày âm mưu của địch, chủ trương của ta, khái quát diễn biến, khái quát kết quả. Nhưng mà đặc biệt các em nhớ là đi sâu phân tích ý nghĩa nhé. Và những cái ý nghĩa này phải là những ý nghĩa mang tính chiến lược, tức là nó tạo nên bước phát triển. Cô lấy ví dụ, khi các em trình bày thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, thì chúng ta phải nhấn mạnh được yếu tố là gì? Đã phá tan hoàn toàn âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp và buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta và nó đưa cuộc kháng chiến của chúng ta bước lên một giai đoạn mới. Đấy, thì đấy là ý nghĩa. Nhưng mà đến cái cuộc đến thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc à, xin lỗi, biên giới Thu Đông năm 1950 ấy thì các em biết là đây lại là cái chiến dịch quân sự thắng lợi đầu tiên của ta nhưng do ta chủ động mở, tức là ta chủ động tấn công quân địch. Còn Việt Bắc là chúng ta chủ động phản công và đánh và tấn công quân địch. Khi mà chúng tấn công miền Bắc thì ta chủ động chống trả, đúng nhỉ? Nhưng mà đến biên giới là ta chủ động mở chiến dịch. Và kết quả của chiến dịch biên giới là tất cả những mục đích đặt ra thì chúng ta đã hoàn toàn đạt được. Đó là chúng ta đã mở rộng và bảo vệ căn cứ địa miền Bắc này. Chúng ta đã nối liền cái với quốc tế, đó là Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa này. Rồi chúng ta đã chọc thủng hành lang Đông Tây để chúng ta nối liền căn cứ địa Việt Bắc với lại Cuba, khu 4. Nhưng tất cả những điều đó các em phải phân tích cái điều quan trọng nhất là như thế này. Ý nghĩa chiến lược ấy là từ đây chúng ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ và đẩy địch vào thế lún sâu vào thế bị động phòng ngự và đưa cuộc kháng chiến của chúng ta lên một bước phát triển mới cao hơn. Thì đấy là ý nghĩa quan trọng mang tính chất ý nghĩa chiến lược mà. Còn đối với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thì chúng ta phải nhấn mạnh đây là thắng lợi gì nhỉ? To lớn nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ 9 năm. Nó đã đập tan hoàn toàn âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, âm mưu can thiệp và quốc tế hóa chiến tranh ở Đông Dương của đế quốc Mỹ và chấm dứt hoàn toàn cái ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp và đem lại độc lập cho cả ba nước Đông Dương.
Đấy. Và chính nhờ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là nhân tố cơ bản để đưa đến thắng lợi của bàn đàm phán, tức là dẫn tới việc ký kết Hiệp định Geneva chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Chính vì những ý nghĩa chiến lược đó cho nên nó thể hiện là bước phát triển của cuộc kháng chiến của chúng ta. Thì các em lưu ý chính là nhờ phân tích ý nghĩa. Câu hỏi cuối cùng mà cô muốn trao đổi với các em khi các em học về lịch sử Việt Nam giai đoạn 45-54 chính là câu hỏi người ta hỏi về vấn đề hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954. Câu hỏi này nó tương tự với lại câu hỏi là những thành tích kháng chiến toàn diện, nhưng nó không giống hoàn toàn đâu nhé các em nhé. Nếu mà thành tích kháng chiến toàn diện thì chúng ta phải có cả thành tích về mặt quân sự, nhưng nếu mà là xây dựng hậu phương thì nó phải loại trừ cái thành tích kháng chiến quân sự ra. Ở đây nếu mà hỏi như vậy thì các em phải phân tích như thế này. Trước hết là các em phải phân tích cái tầm quan trọng của việc xây dựng hậu phương trong kháng chiến nói chung và kháng chiến chống thực dân Pháp nói riêng. Và đương nhiên các em biết hậu phương chính là cái khu nơi an toàn của chúng ta, là nơi để cung cấp sức người sức của cho tiền tuyến, đúng nhỉ? Là nhân tố quyết định tạo ra cơ sở để tạo nên thắng lợi của mặt trận quân sự. Và tiếp đó thì các em phải nhấn mạnh xem, nhấn mạnh là Đảng ta, dân tộc ta và nhân dân ta đã thực hiện những chính sách gì về mặt kinh tế, về mặt chính trị, về mặt ngoại giao, về mặt văn hóa, giáo dục và để xây dựng hậu phương vững mạnh. Đấy, như vậy tất cả các cái chính sách trừ quân sự. Và sau khi các em đã đưa được ra những cái nội dung cụ thể tiêu biểu nhất về các cái thành tích đó thì chúng ta phải phân tích là tác dụng của việc hậu tác dụng của hậu phương đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Và như vậy thì các em biết là chúng ta sẽ phải xoáy sâu vào các thành tựu như cô vừa nói. Và về mặt chính trị ngoại giao thì các em đặc biệt tập trung đến cái nội dung đó là xây dựng lực lượng chính trị, khối đoàn kết toàn dân và xây dựng củng cố cái hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân từ trung ương đến địa phương. Và ở đây các em lưu ý là còn phải có lưu ý đến một mặt, đó là chúng ta còn tranh thủ cái sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới nữa. Đấy, thì trong quá trình làm các em chú ý, và bao giờ sau khi chúng ta trình bày xong các biện pháp chúng ta cũng phải đánh giá, tức là tác dụng của hậu phương đối với lại cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Có thể nói rằng nó là nhân tố quyết định để có thể là tạo nên cái thắng lợi của mặt trận quân sự và qua đó kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp. Thì đấy là một số những câu hỏi mà cô nghĩ rằng nó là những câu hỏi mà có thể nói là khái quát, có thể là tổng hợp mà có thể là hơi khó một chút, thì cô muốn trao đổi thêm với các em để trong quá trình các em làm bài các em nhớ là ôn cho kỹ và lập cái đề cương thật tốt để chúng ta có được cái kết quả cao nhất.